Bài phỏng vấn nhà thơ Du Tử Lê của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tên gọi Dù tôi có lên tiếng hay không, sự thật vẫn còn đó. Trong sự kiện văn chương rất náo nhiệt suốt thời gian trong nước, một trong những người được coi là trong cuộc là nhà thơ Du Tử Lê, nhưng ông lại chẳng hề lên tiếng, thật đáng thắc mắc. Khi hẹn ông trao đổi về chuyện này, tôi thấy rõ ông ngập ngừng ít lâu, nhưng rồi nhận lời. Thế nhưng việc nhận lời của nhà thơ Du Tử Lê cũng rất oái oăm. Ông đề nghị phần trao đổi không được nhắc đến cụ thể tên của một người nào, cũng như xin dừng bẫy ông vào đại cục của một đợt phán xét căng thẳng có liên quan đến ông hiện tại. Du Tử Lê nói ông chỉ muốn im lặng. Trong phần hỏi đáp rất ngắn dưới đây, nhà thơ Du Tử Lê có giải thích về sự im lặng của ông với nhiều ngụ ý. Văn nghệ Việt Nam, hay nói rõ hơn là văn nghệ ngôn ngữ Việt, vẫn xảy ra rất nhiều scandal từ nhiều năm nay, gần đây chẳng hạn. Nhưng giữa sự xôn xao ấy, điều rất lạ là ông từ chối lên tiếng và trả lời với rất nhiều nơi, dù có liên quan đến mình, ông có thể cho biết vì sao? Tôi từ chối lên tiếng trả lời vì đơn giản tôi nghĩ đó cũng là một thứ tai nạn. Khi một tai nạn xảy ra, tôi tin cả hai phía đều không ai mong muốn. Vì thế, trước tấm lòng của những nhà báo nghĩ tới và hỏi tôi chỉ có một câu trả lời rất thành thật là cảm ơn, mong mọi chuyện sớm qua. Trong một lần trò chuyện, ông có nói rằng mình thấy sợ hãi cuộc sống bên ngoài nên đã chọn cách tồn tại và im lặng. Nhưng đôi khi im lặng có biến mình thành phía khác của sự thật và cái đúng không, theo ông? Anh cho tôi một câu hỏi rất sâu sắc. Tôi từng bị đôi người cho rằng khi tôi chọn cách tồn tại và im lặng thì vô tình hay hữu ý tôi đã phản bội sự thật. Tôi đã cổ suý cho cái sai, dung dưỡng cái không đúng. Câu trả lời quen thuộc của tôi là xin lỗi, đó là tính trời, biết sao giờ. Tuy nhiên, hôm nay ở đây bằng vào tình thân có giữa chúng ta, tôi xin nói rõ về quan điểm của mình. Tôi cho rằng đứng trước sự thật, chúng ta chỉ có duy nhất một sự thật. Trường hợp nào thì cũng không thể có hai sự thật. Cũng vậy, khi chúng ta đứng trước cái sai, cái không đúng, cũng khởi từ tình thân chúng ta có với nhau, thì Tuấn Khanh cho tôi được thêm rằng im lặng đôi khi mang ý nghĩa của sự tha thứ, im lặng đôi khi còn vì hoàn cảnh. Nhưng tôi vẫn thấy, tôi im lặng vì tôi biết với thời gian sự thật vẫn nguyên vẹn đó, và tôi không có khả năng đánh cháo hoặc thay đổi được nó. Nói cách khác, trước sự thật hay đúng sai, dù tôi lên tiếng hay không thì cũng chẳng vì thế mà nó bị biến dạng, dù lúc nào hay ở đâu. Thế giới văn nghệ nhìn qua thì rất đẹp, nhưng thực sự bên trong đầy những tai ương, có thể là ghen ghét, có thể là bất phục, từ đó dẫn đến chuyện giày xéo lên nhau. Ông đã bao giờ đứng trước một bối cảnh như vậy, đối diện với nó, ông đã làm gì? Tôi xin trả lời anh ngay rằng, trong quá khứ, tôi không chỉ phải đối diện với những tai ương như anh mới nói, mà tôi còn từng là nạn nhân của những tai ương đó nữa. Gần đây nhất, có người đã thay đổi một vài chữ ở một vài đoạn thơ trong một bài thơ của tôi rồi tung lên Internet với những kết án, chuộc mũ, nguyền rủa bằng những ngôn ngữ không thể bình dân hơn. Lập tức hàng chục cá nhân khác nhao nhao ném đá tôi như nấm độc mọc sau mưa. Tôi vẫn chọn thái độ im lặng. Tại sao? Bởi vì tôi nghĩ nếu việc chuộc mũ ném đá tôi là một khoái cảm, dù là thứ khoái cảm thấp hèn hay bệnh hoạn tâm thần, thì tôi nghĩ chí ít tôi cũng đã làm được một việc hữu ích là đem lại cho đám người đó những giây phút khoái cảm bệnh hoạn ấy. Giả dụ có một ai đó đủ liêm sỉ, dương danh đầy đủ tên tuổi, địa chỉ thực, và nếu tôi thấy kẻ đó đáng cho tôi quan tâm, thì tôi chắc chắn tôi sẽ nhờ đến tòa án như đã từng. Ngoài ra, tôi đã không để những chuyện đó ảnh hưởng tới công việc hàng ngày của mình. Tuấn Khanh hiểu, quỹ thời gian của tôi còn lại quá ít để mất thì giờ vào những chuyện như thế. Sau năm 1975, khi nền văn nghệ của người Việt hải ngoại hình thành, đã có một sự ngăn cách rõ về tư tưởng, quê hương. Thậm chí, việc không nhìn nhận nhau thông qua lăng kính chính trị cũng khiến sự cách biệt này lớn hơn nữa, tạo ra một khoảng không dễ dàng, vay mượn lẫn nhau mà không cần nhìn nhận.
Đã có rất nhiều chuyện như vậy với cả hai phía. Đứng ở phía của một người làm văn nghệ ngôn ngữ Việt, có được trải nghiệm về việc không được nhìn nhận, ông cảm thấy thế nào? Tôi vẫn quan niệm giữa nhìn và không nhìn nhận có một bản lề lớn. Bản lề đó là sự im lặng của đám đông. Động lực khiến tôi còn có thể tiếp tục làm việc tới ngày hôm nay chính là sự tin tưởng của tôi vào đám đông thầm lặng đó. Chúng ta đã nói về sự cách biệt của người Việt, văn chương Việt, nhưng giữa những nghịch cảnh ấy vẫn có những động thái cá nhân đi qua biển, bơi về phía nhau, tạo dựng một khung cảnh mới. Người Việt trong nước bác bỏ kiểm duyệt, gửi sách ra hải ngoại để in. Người Việt hải ngoại thì tìm cách để lọt qua các khe hở để tiếp cận đồng bào mình. Theo ông, đó có phải là một dự báo về tương lai? Cảm ơn câu hỏi này của nhạc sĩ Tấn Khanh. Tôi từng nói ở nhiều nơi rằng chính thể nào rồi cũng sẽ đi qua. Cái còn lại sau cùng vĩnh cửu vẫn là dân tộc, là đất nước, mà văn hóa nghệ thuật là một phần quan yếu của dân tộc đó, nên nó sẽ tồn tại, sẽ sống sót đó dù ở thể trạng nào. Giả sử tôi đã lấy gì đó trong văn nghiệp của ông, gọi tên là của mình, có thể đó là nỗi ám thị về ham muốn cái đẹp, có thể là kẻ trộm vặt. Nhưng nếu tôi gọi điện thoại để thú nhận với ông chỉ một câu thôi, ông sẽ trả lời ra sao thưa ông? Tôi xin trả lời Tuấn Khanh ngay rằng cảm ơn và hãy quên đi. Năm tháng hư danh, năm tháng mỏi mòn, chân thấp chân cao hư áo gọi mời, giật mình mới thấy đường về chơi vơi, lòng người chơi vơi. Tay đã buông xuôi héo hắt nụ cười, mãi biết ra đi quên hết mặt người. Giật mình mới thấy ngục tù trong tim, sớm mai chợt ngất buồn phiền. Ôi nhân gian cứ như là giấc mộng dài, bao đam mê khiến ai khát khao miệt mài. Nghe hư danh cuốn số từng ngày, nhìn lại mình sao xác đổi thay. Em yêu ơi hát lên đêm với nỗi sầu, con tim đau thấy yêu dấu lên không màu. Nghe nhân gian những mưu mô đầy, vượt lên nhau gian trá từng ngày. Thấp chân cao hư áo gọi mời, giật mình mới thấy đường về chơi vơi, lòng người chơi vơi. Tay đã buông xuôi héo hắt nụ cười, mãi biết ra đi quên hết mặt người. Giật mình mới thấy ngục trong tim, sớm mai chợt ngất buồn phiền. Ôi nhân gian cứ như là giấc mộng dài, bao đam mê khiến ai khát khao miệt mài. Nghe hư danh uốn số từng ngày, nhìn lại mình sơ xác đổi thay. Em yêu ơi hát lên đêm với nỗi sầu, con tim đau thấy yêu dấu lên không màu. Nghe nhân gian những mưu mô đầy, vượt lên nhau gian trá từng ngày. Ôi nhân gian cứ như là giấc mộng dài, bao đam mê khiến ai khát khao miệt mài. Nghe hư danh cuốn số từng ngày, nhìn lại mình sao xác đổi thay. Em yêu ơi hát lên đêm với nỗi sầu, con tim đau thấy yêu dấu lên không màu. Nghe nhân gian những mưu mô đầy, vượt lên nhau gian trá từng ngày.